Thưa quý vị và các bạn, qua 20 năm thành lập và hoạt động, đến nay, Quỹ tín dụng Đinh Lạc huyện Di Linh không ngừng phát triển, giúp các thành viên vươn lên ổn định cuộc sống, đóng góp đáng kể vào ngân sách xóa đói giảm nghèo của địa phương. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên chuyên mục. Đóng chân trên địa bàn nông thôn, chủ yếu sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, nên trong hoạt động của mình, Quỹ tín dụng Đinh Lạc huyện Di Linh luôn chú trọng cho vay thành viên đầu tư trên lĩnh vực này. Do quy mô hoạt động còn nhỏ hẹp nên những năm đầu hoạt động hiệu quả kinh doanh thấp. Từ năm 2000 đến nay, sau thời điểm củng cố, chấn chỉnh và hoàn thiện quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ thị số 57 của Bộ Chính trị, quỹ tín dụng Đinh Lạc hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần giúp thành viên phát triển. Một trong những khách hàng như vậy là hộ gia đình ông Huỳnh Mười ở thôn Đồng Lạc 1. Năm 1999, ông Mười được quỹ tín dụng Đinh Lạc cho vay 10 triệu đồng để có vốn làm ăn. Với số tiền này, gia đình ông đầu tư chăm sóc cà phê và chăn nuôi heo. Những năm sau đó, gia đình ông quyết định mở rộng chăn nuôi, mua thêm đất trồng cà phê, nên được quỹ tín dụng cho vay tăng dần từ vài chục triệu đồng lên 50 triệu đồng, 100 triệu đồng, rồi 200 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn này mà gia đình ông làm ăn ngày càng khấm khá, có cuộc sống ổn định. Chúng tôi là nông dân, nhưng bước đầu là làm ăn cũng khó khăn, thì có vốn không có thì cũng nhờ quỹ tín dụng Đinh Lạc là hỗ trợ vốn. Hồi đầu thì nói chung ban đầu thì hỗ trợ được ít thôi, nhưng cứ làm lần dần thì qua những năm làm thì nói chung nhờ có vốn của quỹ tín dụng Đinh Lạc mà chúng tôi phát triển được kinh tế. Rồi hàng năm thì trả lãi gốc, xong rồi những năm sau thì mình đã thành khách hàng uy tín rồi, thì nói chung là đến vay thì cũng thuận tiện, rồi mà nói chung anh em cũng tạo điều kiện vay vốn nhanh chóng, hơn nữa là có vốn được tăng hơn những năm trước, vậy nhờ đó mà cứ phát triển kinh tế mỗi ngày còn là thuận lợi hơn, làm ăn nó cũng có được điều kiện hơn, thì cũng mong thôi mà quỹ tín dụng Đinh Lạc là cũng cố gắng hỗ trợ cho bà con nông dân, không riêng với tôi mà cũng như bà con nông dân khác thì để phát triển kinh tế. Một trường hợp khác là gia đình ông Đặng Công Định ở thôn Tân Lạc 2 là thành viên của quỹ tín dụng Đinh Lạc từ nhiều năm nay. Ông Định cho biết qua tìm hiểu, nghề chăn nuôi bò sữa đem lại thu nhập đáng kể, nên gia đình ông quyết định vay vốn để đầu tư chăn nuôi bò sữa. Lần đầu, ông đến quỹ tín dụng Đinh Lạc vay 400 triệu đồng, mua 3 con bò sữa giống và xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Sau thời gian nuôi bò sữa thấy hiệu quả, ông Định tiếp tục đến quỹ tín dụng Đinh Lạc vay 600 triệu đồng để mua thêm bò sữa giống, mua máy vắt sữa và mở rộng chuồng trại. Trong số 10 con bò sữa hiện có, thì 7 con cho sữa hàng ngày, khoảng 140 lít sữa. Theo giá thị trường hiện nay, cứ 1 lít sữa bán được 14.000 đồng, thì mỗi ngày gia đình ông thu nhập sữa gần 2 triệu đồng. Thêm vào đó, trong số bò sữa giống cũng đã sinh sản được 4 con bê con, đem lại cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể. Năm 2014 có xin vay hỗ tín dụng xã 400 triệu để hỗ trợ mạnh dạn kinh doanh đầu tư, mua được 7 con bò. Thế thì sang năm 2015 ấy thì cũng lại được tín dụng hỗ trợ và cho xin vay thêm 200 nữa là 600 triệu, thì cũng tăng thêm được đàn bò, hiện bây giờ là được 10 con bò đẻ khai thác sữa. Với quy mô gia đình ấy thì cũng muốn phát triển rộng rãi hơn, các quỹ tín dụng thì hỗ trợ gia đình giúp đỡ và phát triển nó mạnh hơn nữa. Tính đến nay, qua 20 năm hoạt động, từ cơ sở ban đầu khó khăn, hiện quỹ tín dụng Đinh Lạc đã xây dựng được trụ sở khang trang, hoạt động ngày càng hiệu quả và thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia, được chính quyền các cấp ghi nhận đánh giá cao. Theo thống kê, tính đến hết tháng 4 năm 2015, đơn vị đã huy động được nguồn vốn trên 30 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, đơn vị đã giải ngân cho 248 lượt thành viên vay với số tiền hơn 23,2 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống, đưa tổng vốn dư nợ hiện có trên 46 tỷ đồng với 2.337 thành viên dư nợ. Tín dụng Đinh Lạc có một cái phần đóng góp rất to lớn về phát triển kinh tế tại địa phương, đó là đáp ứng được cái nhu cầu, một phần nhu cầu để mà coi như là bà con tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình và cũng như là phát triển về các cái dịch vụ. Tuy là nó không lớn nhưng mà cũng có một phần để sát sườn với bà con nông dân, mà hỗ trợ được đến từng người nông dân, thì đó là cái
cái lĩnh vực phát triển, và cái đó là cái như là của cái đơn vị trong nhiệm kỳ qua, đó là những cái phát triển tốt đẹp so với những cái thời gian trước đây. Thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục để cho vay kinh như là đa dạng các thành phần. Thứ nhất là về cái phát triển, về cái cải tiến về cái vườn cà phê, ví dụ như là tái canh cây cà phê chẳng hạn vậy, hoặc là phát triển về chăn nuôi, và còn phát triển về cái như là cái vấn đề cho vay về dịch vụ. Thì đó là cái như là cái mong muốn và cái như là cái hướng của quỹ tín dụng là sắp tới đây sẽ là cái như là thực hiện và phát triển thành viên lớn mạnh hơn. Và trong khi đó thì cái hướng tới đây là cũng chắc là cũng có cái kiến nghị với ngân hàng nhà nước xin mở rộng thêm một số địa bàn xã lân cận để mà đầu tư nguồn vốn và mở rộng cái quy mô hoạt động của quỹ tín dụng và đem cái nguồn vốn thiết thực tới cho người lao động, người dân. Tuy kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, nhân viên, bên cạnh đó là sự quan tâm lãnh đạo của ngân hàng nhà nước chi nhánh Lâm Đồng, các ủy chính quyền địa phương, sự tín nhiệm của các thành viên trên địa bàn. Thời gian tới, quỹ tín dụng Liên Lạc Di Linh sẽ còn hoạt động hiệu quả hơn nữa, qua đó giúp các thành viên có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.